động mùa hè của bé với Tiny Rap Song. Sôi động, hấp dẫn, đầy thử thách. Cùng các giải thưởng giá trị: một giải nhất trị giá hơn 3 triệu đồng, tặng anh 1 triệu 500 nghìn đồng và thẻ Enkid Family 10 vé cộng miễn phí Tiny World, voucher 500 nghìn đồng mua sắm tại Toyland. Một giải nhì trị giá hơn 2 triệu đồng, tặng anh 1 triệu đồng và thẻ Enkid Family 10 vé cộng miễn phí Tiny World, voucher 300 nghìn đồng mua sắm tại Toyland. Một giải ba trị giá hơn 1 triệu đồng, tặng anh 500 nghìn đồng và thẻ Enkid Family 5 vé cộng miễn phí Tiny World, voucher 200 nghìn đồng mua sắm tại Thailand. Cách thức tham gia rất đơn giản: bố mẹ quay video bé nhảy theo điệu nhạc Tiny Rap Song, sau đó đăng tải đoạn video lên mục vũ điệu tí hon trên Facebook Tiny World. Cuối cùng kêu gọi thật nhiều lượt bình chọn cho bé. Chương trình diễn ra đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2017. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 3 tháng 8 năm 2017. Cùng bé múa hay, nhảy đẹp và tham gia ngay vũ điệu tí hon nhé cả nhà ơi. Tiny Summer Play Matters, hè là để vui chơi.